Mà anh có một con xe là T3. Xe em ở thứ 6 rồi đúng không? Mà gì đấy? Đúng đấy đúng không? Đúng rồi. Anh em hỏi nhá. Anh là sinh năm 81 đúng không? Vợ anh là sinh năm 86 đúng không? Thế mà con anh là sinh năm 2004 và đứa lớn đúng không? Đứa bé là 2005. Thế mà anh là đứa bé là cô con gái đã lấy chồng rồi. Thế tức là vợ anh thì là 18 tuổi là đã sinh con đầu lòng rồi đúng không? Đúng chưa? Thế ngày xưa tảo hôn đúng không? Đúng rồi, ngày xưa tảo hôn. Ông chủ sinh năm 81 và trông rất là trẻ, trông như sinh năm 91 luôn. Và đây là anh là người giao xám nhỉ? Anh người giao xám đúng không? Người giao tràm. À, giao tràm. À, ngôi nhà trình tường làm thủ công bằng đất rất là đẹp luôn. Nhân tiện em hỏi anh một câu nhá, anh có biết là ở Hà Giang mình ấy thì biển số Hà Giang là biển số bao nhiêu nhỉ? Không biết á. Biển số 23, đầu số 23 là biển số Hà Giang đúng không? Anh có biết về sim số đẹp không? Em đố anh số sim mà 26 23 49 thì nó trị giá khoảng bao nhiêu tiền? Theo anh nghĩ không biết được đúng không? Thế nếu như mà số sim trị giá 180 triệu thì có thể làm gì được ngôi nhà này? Một ngôi nhà này có làm ra một ngôi nhà có tạo tầm bao tiền thì tạo ra được một ngôi nhà này? Nguyên như nhà này tiền tỷ, là xây dựng lên tiền tỷ đấy đúng không? Mà anh có một con xe là T3, thế à? Con gái đang đi kiếm cái gì? À thế à, xe máy của anh biển T3, đúng rồi, T3. Xe em ở T6 rồi đúng không? Mà gì đấy? Đúng đấy đúng không? Đúng rồi. Bao tay anh thế nào? Anh thấy hôm nay bọn em cắm hoa được không? Được mà, rất là hay. Ok.